Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng bất động sản Cường Lan. Chiều nay lại tiếp tục giới thiệu đến anh chị một căn nhà phố một trệt ba lầu sân thượng trước sau, gồm 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có sân phơi phòng giặt riêng biệt và khu vực gara xe hơi riêng biệt tại đường 20m1979 cũ, nay đường mới là đường Huỳnh Thị Đồng, khu phố 6 trung tâm hành chính thị trấn Nhà Bè. Thì em sẽ quay mặt tiền trước nhà cho anh chị xem và coi cách đề co thiết kế của căn nhà này nó như thế nào. Các anh chị đang xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh giúp em. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta là một căn nhà phố siêu đẹp này nhé. Và đây là căn mặt tiền của căn nhà rất là đẹp ngay quý anh chị. Nhà mình thì vừa mới xây dựng mới 100% luôn nha. Đó, rất là đẹp. Theo mặt tiền thì được thiết kế theo kiến trúc cổ điển. Mặt tiền đường trước nhà mình là đường 20m nha quý anh chị. Đó, khu trung tâm hành chính thị trấn Nhà Bè mình. Nhà mình thì cách chợ Phú Xuân, cầu Phú Xuân khoảng chừng 300m thôi nha quý anh chị. Đó, ở đầu đường Huỳnh Thị Đồng của chúng ta thì có công an thị trấn Nhà Bè, rồi có ủy ban thị trấn, có văn phòng công chứng toàn cầu và các ngân hàng tập trung về hết đây, và các siêu thị như Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, Shop FPT, rồi Thế Giới Di Động, nó rất là nhiều tiện ích. Và các trường học thì ngay trước camera em đây là có một trường học cấp 1 này nha. Đó, cấp 1, cấp 2 đầy đủ. Thì anh chị di chuyển về Phú Mỹ Hưng khoảng chừng 5 phút xe máy thôi nha, thì mình đi xe hơi thì tầm 10 phút 15 phút nha. Đường rất là thoáng nha quý anh chị. Nhà mình thì hướng chính đông nha quý anh chị, hướng chính đông. Nó thích hợp cho anh chị hướng đông tứ trạch nha. Đó. Và phần trước nhà của chúng ta thì có một cái lề rất là rộng nha quý anh chị. Phần lề này thì gia chủ cũng ốp gạch đá đen sẵn cho mình rồi, rất là sạch sẽ. Thì cái khu vực phần lề này thì anh chị có thể đậu xe hơi ở đây. Thì ban đêm mình đưa xe hơi vào trong nhà nha. Đó, nhà mình mặt chính trước nhà thì gia chủ trang bị với lớp cửa cuốn bấm bằng đờ mốt, mặt tiền thì cũng được ốp đá hoa cương. Đó, bên trong là đây là khu vực gara xe hơi nha quý anh chị. Khu vực gara xe hơi của chúng ta khá là rộng nha, anh chị có thể đậu được một chiếc xe bán tải trong nhà luôn nha. Đó, và hai bên tường ốp gạch lên đến 1,5m, và trên là hệ thống đèn điện LED chiếu sáng trần thạch cao. Ở khu vực gara xe hơi chúng ta thì có một cái quạt tròn. Đó, căn nhà phố này với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sau vào cho 22m, với kết cấu một trệt ba lầu sân thượng trước sau, một phòng giặt, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ riêng biệt. Đó, ở tầng trệt của chúng ta có thiết kế một khoảng gara xe hơi khá là rộng, và sau bên trong là một phòng khách, phòng bếp và phần giếng trời. Và khi mình đi vào di chuyển vào khu vực phòng khách thì bên trong gia chủ trang bị với lớp cửa kính cường lực cách âm. Đó, kiến cường lực cách âm. Và khu vực phòng khách của chúng ta, khu vực phòng khách của chúng ta khá là rộng nha quý anh chị. Đó, mình tiếp khách cũng rất là thoải mái luôn, tại vì không gian này khá là rộng và thoáng. Tủ tivi và chiếc tivi gia chủ đã vào sẵn cho mình, và trên có một chiếc máy lạnh, và bên này có một bộ sofa da công nghiệp cao cấp. Đó, hai bên tường thì ốp gạch lên đến 1,5m, và cũng đề co dán ốp nhựa PVC, giả đá và giả gỗ, và kèm theo những cái nẹp chỉ màu vàng nhìn rất là sang. Và trên là trần thạch cao chì nổi. Đó, trần thạch cao chì nổi rất là đẹp, và có một cái đèn chùm pha lê thả. Đó, nhìn rất là sang trọng nha quý anh chị, rất là đẹp luôn nha. Và đây là khu vực phòng khách của chúng ta. Đó, gia chủ đã vào hết nội thất ở khu vực phòng khách rồi. Và ngay dưới dạ cầu thang, gia chủ có trang trí một những cái tranh và những cái đèn chiếu rất là đẹp nha quý anh chị. Ở khu vực này thì anh chị có thể đề co thêm một cái tiểu cảnh. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đây là không gian ở khu vực phòng khách, anh chị có thể tiếp đãi bạn bè khách khứa rất là thoải mái luôn nha, rất là rộng luôn. Tivi, kệ tivi, sofa đều có sẵn cho mình, và có một chiếc máy lạnh nữa. Nhà này thì vừa mới xây dựng mới 100% nha quý anh chị. Đúc thật kiên cố, ép cặp tim đôi.
Đó, bên trong là khu vực bếp nha quý anh chị. Đó, ở khu vực bếp của chúng ta thì cũng rất là rộng rãi nha quý anh chị. Hai bên tường bên này, bên tay trái đây, camera em đây là cũng được ốp gạch lên đến 1,5 m, và trên là mình ốp nhựa PVC, giả gỗ và giả đá, và cũng được ốp kính cường lực bếp. Đó, kèm theo những cái đèn chiếu rất là đẹp. Và trên là trần thạch cao, đèn điện LED chiếu sáng, đèn chùm thả. Rồi, và ở khu vực này thì gia chủ đã đặt cho chúng ta một bộ bàn ăn 6 ghế ngồi, bộ lớn, khá là lớn nha. Ở đây là cái bàn này là bàn điện luôn nha quý anh chị, có sẵn hết, mình có thể nấu lẩu. Đó, bàn này là rất là tốt, hệ bàn thông minh. Đó, tủ kệ bếp gia chủ âm lên đụng trần luôn nha quý anh chị, rất là rộng luôn, ADF chấm ẩm, mối mọt rất là tốt. Ở khu vực bếp thì gia chủ đã vào cho chúng ta một chiếc tủ lạnh LG hai cánh, hồ lớn. Mặt bếp đá hoa cương cũng được ốp kính cường lực bếp, cũng rất là thuận tiện khi mình nấu nướng thì dễ vệ sinh lau chùi, và có sẵn một cái máy hút mùi. Và tủ kệ bếp của chúng ta, đây là khu vực để gạo, để tủ kệ bếp thông minh. Ở khu vực này thì cũng có thiết kế rất là nhiều ô kệ để cho mình trưng bày, hoặc mình để những cái vật dụng trong bếp của mình. Nó có thiết kế ô cửa sổ luôn, rất là thoáng nha. Đó, đây là tổng quan ở khu vực bếp của chúng ta, thì có một bộ bàn ăn, tủ kệ bếp, và đây có một cái phần đường ống nước để sẵn máy giặt ở đây. Ví dụ mình giặt giũ dưới này cũng được, hoặc mình lên trên sân thượng có một cái sân phơi phía sau. Đó. Đó, nó cho anh chị nhìn cho kỹ. Diện tích là ngang 4, dài cho 22 m nha quý anh chị. Một trệt ba lầu, sân thượng trước sau, phòng giặt riêng biệt, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Và sau cùng là phần giếng trời nha quý anh chị, rất là thoáng luôn nha. Thì đi ra phần giếng trời này thì gia chủ cũng có trang bị cửa kính cường lực. Đó, cách âm. Và phần giếng trời của chúng ta thì cũng được gia chủ ốp gạch giả đá xung quanh, và trên là làm khung sắt bảo vệ nha quý anh chị. Đó, và cũng có trang trí những cái kiển sẵn cho mình. Đó, rất là đẹp, rất là thoáng. Cái phần này thì sân sau này rộng được khoảng chừng 2 m nha quý anh chị. Nhà chúng ta luôn luôn lái được ánh sáng và gió trời. Và có một cái nhà vệ sinh để cho mình sinh hoạt dưới tầng trệt. Đây, nhà vệ sinh thì được đặt ngay dưới dạ cầu thang nha quý anh chị. Các thiết bị gia chủ đều lắp đặt sẵn, rất là cao cấp nha. Nó kiến sôi cũng kiến cảm ứng luôn nha. Rồi, mời anh chị tiến lên trên tầng 1. Nhà mình ép cặp tim đôi 100% bê tông cốt thép hết nha quý anh chị. Nó cầu thang rất là rộng luôn, rộng khoảng 1,2 m. Đó, cái trụ cầu thang của mình rất là lớn nha quý anh chị. Đó, tay dình gỗ kiến cường lực, đá hoa cương hai màu trắng và đen thì cũng tạo thêm cho căn nhà mình nó nổi bật và sang trọng. Theo lối cầu thang đi lên thì gia chủ cũng trang trí những dòng kiển rất là đẹp. Rồi, đây là hành lang để đi vào hai phòng ngủ nha. Mình anh chị tiến vào phòng ngủ đầu tiên, căn phòng master, phòng ngủ chính. Ở phòng ngủ này gia chủ đã vào đầy đủ nội thất. Trên có một chiếc máy lạnh, rồi kệ tivi, rồi tủ quần áo, rồi giường, bàn trang điểm đầy đủ luôn nha. Đó, phòng ngủ này khá là rộng rãi nha quý anh chị. Nó tủ quần áo khá là lớn luôn. Đó, phòng ngủ của mình, phòng ngủ đầu tiên này rất là rộng nha, đầy đủ nội thất cho mình. Và phòng này có một khoảng ban công khá là rộng nha quý anh chị. Ban công này thì anh chị có thể để thêm một bộ bàn 4 ghế ngồi, hoặc thêm một cái xích đu nữa, thì ban đêm mình ra đây mình không mát gió trời. Đó, cà phê đọc sách vào những buổi sáng, buổi tối. Nhà mình hướng chính đông, thích hợp cho anh chị hướng đông tứ trạch nha. Đó, đường 20 m, 1979 cũ, nay đường mới là đường 20 m, đường Huỳnh Thị Đồng, khu phố 6, trung tâm hành chính thị trấn Nhà Bè. Nhà mình cách Phú Mỹ Hưng chưa tới 5 phút xe máy, ngay chợ Phú Xuân. Là khu này thì mình tập trung rất là nhiều tiện ích nha quý anh chị. Và nhà vệ sinh được sử dụng riêng trong phòng.
Đây, nhà vệ sinh của căn phòng master. Thì ở đây có một kính soi bồn rửa tay và có một cái bồn tắm nằm. Đó. Kèm theo đó là một cái vòi xăng tắm cho mình và úp gạch xung quanh lên đụng trần. Kính soi của chúng ta là kính soi cảm ứng luôn. Đó. Tất cả nội thất rất là cao cấp nha quý anh chị. Phòng vệ sinh mình khá là lớn. Rồi mình chạy tiến ra khu vực phòng phía sau. Đây, phòng phía sau thì gia chủ cũng đã vào đầy đủ nội thất chưa? Nội thất kệ tivi và máy lạnh, giường, tủ quần áo. Đó, đầy đủ rồi. Nhà này thì anh chị mua về là ở ngay, không cần sắm sửa gì thêm. Đó, rất là đẹp nha quý anh chị. Ở phòng này thì có thiết kế cửa sổ sau nữa nha, để cho mình lấy ánh sáng về gió trời. Và nhà vệ sinh ở phòng này thì gia chủ thiết kế bồn tắm đứng nha quý anh chị. Vòi xăng tắm nhìn cũng rất là cao cấp nha. Giá 10 tỷ 500 triệu, còn thương lượng phun tặng đầy đủ nội thất, anh chị sở hữu ngay căn nhà này tại trung tâm hành chính thị trấn Nhà Bè. Đó. Với cái giá này thì anh chị có thể gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng. 10 tỷ 500 triệu còn thương lượng nha quý anh chị. Sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ, hỗ trợ vay ngân hàng 70-80%. Với diện tích ngang bóng dài cho 22m, với kết cấu một trệt ba lầu, sân thượng trước sau. Nhà thì sổ sách hoàn công đầy đủ rồi, cho nên anh chị quý anh chị yên tâm. Anh chị đang xem kênh thì vui lòng đăng ký kênh giúp em và cố gắng xem hết cái video này để mình có thể tham quan được hết tất cả chi tiết của căn nhà này nha. Và trên tầng 2 thì các phòng ngủ gia chủ để trống nha quý anh chị. Đó. Phòng này thì phòng ngủ đầu tiên thì cũng có ban công và cửa sổ. Các anh chị quan tâm đến nhà này thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0937889880. Em sẽ dẫn anh chị đến xem thực tế căn nhà này. Và còn nhiều sản phẩm trên Zalo của em và trên kênh YouTube của em. Bên em là chuyên bất động sản Nhà Bè và quận 7. Đó, quý anh chị vui lòng đăng ký kênh giúp em nha. Kênh YouTube bất động sản Cường Linh Nhà Bè. Đó, quý anh chị xem video căn nhà này thì hãy cho em một like và chia sẻ video giúp em nha. Nhà rất là đẹp nha quý anh chị. Trên tầng 2 của mình thì gia chủ để trống. Rồi mời anh chị tiến lên trên tầng cuối cùng là tầng sân thượng. Em nhắc lại, hẻm cũ là 1979, nay đường mới là đường Huỳnh Thị Đồng, khu phố 6 trung tâm hành chính thị trấn Nhà Bè. Cách cầu Phú Xuân và chợ Phú Xuân là chỉ khoảng chừng 300m thôi nha, đi vào Phú Mỹ Hưng chưa tới 5 phút xe máy. Rất là thuận tiện cho anh chị di chuyển về các vùng trung tâm. Đó, để bật điện lên. Đó, đây là khu vực phòng thờ nha quý anh chị. Khi lên tầng cuối cùng, đây là khu vực phòng thờ. Ở khu vực phòng thờ khá là rộng nha quý anh chị. Phòng thờ. Rồi mình đi ra sân thượng trước. Đây sân thượng trước rất là rộng và thoáng nha quý anh chị. Nó rất là rộng luôn. Khu nhà phố cao tầng đồng đều sang sát nhau. View này thì anh chị có thể nhìn sông, nhìn tàu lớn được nha. Đó, ở ngay camera em quay đây là mình đi ra đầu đường. Là có công an thị trấn và có ủy ban, văn phòng công chứng toàn cầu và các ngân hàng, siêu thị đầy đủ. Mình đi vào Phú Mỹ Hưng chưa tới 5 phút xe máy nha quý anh chị. Giá 10 tỷ 500 triệu anh chị sở hữu ngay căn nhà này, phun tặng đầy đủ nội thất mà giá cả vẫn còn thương lượng. Đó, tại trung tâm hành chính thị trấn Nhà Bè mình. Và sân thượng sau. Ở khu vực sân thượng sau thì gia chủ đã rào sắt xung quanh kiên cố cho mình.
và có sẵn đường ống máy giặt sẵn trên này đó, một ổ điện và đường ống máy giặt nha. Anh chị có thể giặt giũ ở đây hoặc mình có thể giặt giũ dưới tầng trệt nha. Nó trên là bồn nước. Và bây giờ em cũng xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.